Bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nói là nó không có thương mày đâu, nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi, còn hả bây giờ quen nhau gần cái năm trời nó không cho. Chỉ mới quen nhau thôi nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Cứ sau đó em cảm thấy là xúc động quá, mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác, thì sau đó em tình nguyện. Chồng em hoảng hồn chị. Ôi, hai vợ chồng sao cái mặt giống nhau quá vậy, có ai nói không? Dạ, dạ có. có. Em chào chị Hồng Vân, chào anh Quốc Thuận. Em là Phạm Xuân Vũ, nay em 38 tuổi. Em quê ở Nghệ An, em làm kinh doanh. Mời em. Dạ, em tên là Hồ Thị Thúy Nga. Em sinh ra và lớn lên ở Vũng Tàu. Hiện bây giờ thì hai vợ chồng em ở Dĩ An, Bình Dương. Em 35 tuổi. Hai vợ chồng làm chung là kinh doanh về mỹ phẩm làm đẹp. Vậy là cơ duyên nào mà hai bạn gặp nhau? Bạn của em là có bồ là bạn của vợ em. Lần đầu gặp là lúc đó là em chờ cái bạn của em tới phòng bạn gái chơi. Không có bạn gái của bạn ở nhà mà chỉ có vợ em ra mở cửa. Lần thứ hai ra quán cà phê, vợ em lúc đó là mang cái quần quần đùi áo phông á. Em thấy tướng mức mập mạp và tròn trịa với đi cái đôi giày doctor á, là em thấy thích. Nhưng mà cái lần đầu gặp là không thích? Có thích. Dạ có, lúc đó lần đầu gặp em vào thấy sao bữa này có ai xinh gái thế. Tức là bạn đó đi ra ngoài nên em ra mở cửa thì gặp cái anh này. Nhưng mà không có ấn tượng gì hết. Thấy ông nhóm nhất à? Nhóm nhất không có ấn tượng sao lần thứ hai đi uống cà phê với người ta? Là đi chung luôn. Đi theo với nhỏ bạn. À, đúng rồi, em với nhỏ bạn em, còn anh này đi chung với đi bà. Ông kia. Đi với anh đúng kia rồi. Đúng rồi. Trời mắt mới mặt sọt chi đang cho thấy tướng mất. Bạn không nghĩ gì chứ đúng không? Không, cái đó chắc là định mệnh rồi. Và sau đó cái cua cô ấy thì sao? Sau cái bữa cà phê đó. Đó. Tuần sau á là đi chơi là hát karaoke về thì mệt á, em mới có nhắn tin hỏi thăm là em có mệt không, có ăn gì không để anh mua tới. Rồi sao cô nói sao? Cô nói mệt quá nghỉ không có ăn. Không ăn uống gì đúng không? Dạ. Còn em sao cái hôm karaoke về đã thấm đòn chưa? Chưa, tại lúc em cũng không có bồ nên kiểu như thì nhắn tin qua lại kiểu như bạn bè rồi như nọ. Nhưng mà thấy ông nhắn tin ông quan tâm mình vậy thì cũng có cũng hơi vui vui một xíu. Vui dạ, đúng không? Đúng rồi. Rồi bao lâu mới gãy đổ cây bắt đầu ngã rạp xuống? Cũng hai tháng á. Xong rồi dạ thì ngày hôm đó là em đi chơi với một người bạn của em ở quận 9, thì cái bạn đó là đi với bồ bạn đó, thì có em với một bạn nữa là ba đứa con gái. Đi chung với một người con trai. Chơi xong rồi đến tối, lúc đó tầm chắc 12 giờ á, anh này mới hỏi em á là ủa sao giờ chưa về nữa, đi xuống đón về. Đi ăn với bạn em mà vừa mới vô quán ok luôn. Anh chạy xuống quận 9, anh chạy xuống cái anh kêu đi về. Em mới nói giờ vô mới vô hát karaoke thì vô chơi tụi nó xíu về. Cái này anh giận. Giận cái anh chạy về. Chưa là gì mà cũng giận luôn vậy. Ấy là cũng hơi thích người ta hơn mà giận vậy đó. Nhắn tin rồi giận hơn rồi trách móc đồ. Thì em bắt taxi về. Thì anh này lúc đó là anh ở trong cái quán cà phê của một người quen á. Mà lúc đó là khuya rồi, người ta khóa cổng người ta đi ngủ rồi. Cái là em về lúc đó là cũng gần 1 giờ sáng rồi. Thì em mới gọi điện cho anh này là em về ở ngoài này rồi. Anh ra, anh leo hàng rào, tức là cái cổng người ta khóa, anh leo hàng rào, anh nhảy xuống sao mà cái tay anh móc vô á. Móc cái tay vào. Đứt cái gân này mà lúc đó em không biết luôn. Bắt đầu giấu cái tay sau vậy nè. Thì bắt đầu hai đứa đi bộ tàn về phòng trọ, tức là chỗ đó đến chỗ phòng trọ của nhỏ bạn em là chắc cũng gần cây số á. Đi về tới cái xong cái người bạn của anh mới ra mới thấy là cái máu nhỏ ở sau. Trời ơi, em đưa tay lên vậy nè, trời em hết hồn luôn. Kêu đi may không chịu đi may nha. Lúc đó là sau đứt cái gân mà không thấy đau, không biết là cái sự ghen tuông đến cỡ nào mà mới thích người ta có bao nhiêu ngày đâu mà làm cái thái độ gì mà ghê gớm. Em phải mời cái anh bạn của ảnh này phải gọi cho cái anh đó, xong rồi ảnh phải hốt đưa đi may. Chứng bây tỏ giờ bản lĩnh mạnh mẽ. Vẫn còn cái thẹo luôn, bây giờ phải xong cái con nhện nhện lên. Cái sức mạnh của điều cái mà sự mà mê gái đó em. Bất cần thân thể nói luôn định nói. Trời ơi, gân đứt bặt bặt, không cảm nhận luôn. Mà không thấy đau luôn. Chị, bữa đó đi có 1 cây số đó, đi thêm cây nữa dám áp lực ngang chắc té xỉu luôn. Khô máu. Dạ, đúng rồi. Giỡn đúng rồi. Nhưng mà bữa đó có thấy xe sẫm không? Thấy cũng trong chóng mặt rồi đó. Chứ sao? Dạ. Phải nhờ cái anh bạn kia. Đang dần mà. Anh vạ lúc đó định anh vạ. Vì cái sự cố đó xong bữa đó chắc yêu luôn. Đúng rồi. Đúng là sau lúc đó là có nhận làm người yêu. Thấy tội nghiệp. Sau đêm đó là có thường xuyên tới lui tới phòng trọ của cô ấy không? Thường xuyên tới luôn lúc đó là. Ở lại không? Dạ. Lén lén ở lại. Có. Mà nhất là đợi khi nhỏ bạn kia đi nghe là ở lại luôn. Không có ở lại mà ngủ chung. Có là ngủ chung. Ngủ chung luôn. Ngủ chung luôn. Ngủ chung bàn kia ngủ luôn. Bàn của em cũng ngủ đó luôn. Rồi cái nụ hôn đầu tiên là nó bắt đầu từ sau cái hôm đứt gân đó lắm. Bao lâu? Cái nụ hôn đó là lúc đi chơi á.
chơi. Hôm đi chơi em có chứ không phải hôn trong nhà trọ. Không, dạ. Hôn lén. Hôn lén, em hôn lén. Đi chơi đâu? Đi chơi đâu? Kiểu đi chơi về xong rồi em xuống xe chạy về là anh chạy tới anh hôn của em cái. Hôn cái lúc mà cũng bất ngờ. Hôn má là đúng không? Lén. Đúng rồi, hôn má. Không, anh là anh hỏi thẳng như vấn đề. Đúng rồi. Đớp môi. Đớp môi lúc nào cũng không nhớ. Đớp môi chắc sâu lâu lắm luôn á. Em không có cho hôn môi đâu. Như là 5-6 tháng á. Có nghĩa là ngủ chung nhưng mà vẫn không hôn môi luôn. Không hôn môi làm gì luôn. Là bà giữ đúng không? Giữ lắm. Đúng không có cho. Rồi sao mà cho hôn môi vậy? Tụi em về chung với nhau à. Đó là em với vợ em là sống từ phòng riêng. Hai người không nhớ bạn đâu. Tại vì sao nó ở cái bộ đó. Như vậy là hai đứa là có sống thử với nhau trước. Dạ đúng rồi, thì dạ đúng rồi. Bao lâu thì chính thức là đi về một nhà? Từ lúc em quen nhau chắc cũng khoảng 1 năm. Mà gia đình có biết không? Quen nhau thì gia đình biết, sống thử thì không có biết. Nhưng mà gia đình em thì rất là thương chồng em luôn. Tại chồng em khá là hiền với lại thương em nữa. Coi như giấu cha mẹ chuyện sống thử đúng không? Dạ đúng rồi. Bữa nay biết hết rồi. Dạ. Tôi nghĩ là cái ngày đầu tiên sống thử là dạ. Là đêm đó là như là tới luôn rồi đúng không? Không, đâu, không chưa luôn thôi. Là bà vẫn không cho luôn. Không cho luôn. Không cho sao cho dạ. Ta vô ở chung. Là 4 tháng luôn á. Em hồi xưa em nghĩ là mình nói là phải để cho chồng mình kiểu vậy á. Ở chung thì cũng ngủ chung rồi ôm nhau, đồ này nọ vậy thôi. Nhưng mà cái kia là không có cho. Sau này có một cái sự cố xảy ra thì lúc mà em với chồng em quen nhau là chỉ mới có lần yêu thôi, chưa có là vợ chồng. Bạn chồng em thì cứ nói chồng em vậy nè, nói là nó không có thương mày đâu. Nó thương mày gì mà nó không cho mày. Trời ơi, bồ tao quen có mấy ngày thôi là đã này nọ rồi, còn hả bây giờ quen nhau gần cái năm trời nó không cho. Là cứ nói vậy với chồng em á, cứ khích chồng em vì bảo vệ em mà xém đánh nhau với bạn luôn. Thường thường là mấy người mà ở quê bạn chồng em là kiểu như hay binh bạn lắm, lúc nào cũng phải binh bạn chứ bồ thì không có con này có con khác. Chồng em thì không có như vậy, chỉ mới quen nhau thôi nhưng mà chồng em thì rất là bảo vệ em luôn. Cứ sau đó em cảm thấy là xúc động quá, mình cảm thấy chồng mình khác với những người khác, thì sau đó em tình nguyện. Chồng em hoảng hồn chứ, chồng em ý là suy nghĩ là tại sao lại như vậy, bất ngờ. Bữa đó nó nói em sao? Thì tức là về trong phòng thì con trai và con gái là anh biết rồi, con cũng tủ động đòi nhưng mà tại thế em nằm im, còn bình thường đòi là em đâu cho, em hất ra liền, là bị hất liền à. Bữa hôm nay sao nằm im re. Nằm re là làm gì làm cũng tái ma tái máy vậy đó mà thấy im ru và ru luôn. Bữa đó xong rồi có sự cố xảy ra không? Mấy tháng sau là có bầu luôn, là bác sĩ báo cưới. Dạ, bác sĩ báo cưới mà trời ơi, nhà em á là em bên đạo, chồng em là bên lương. Xong rồi á đùng một cái có bầu là phải kiểu như cứ chạy á. Phát hiện là lúc ở trên này là được 3 tháng rồi. Tết tình tật hai vợ chồng phải lo là thủ tục ở trên này trước. Tại vì ở dưới quê nhà em như là gia đình em mà chưa có làm phép cưới cho nhà thờ, cha mẹ cũng không có đi đám cưới được luôn. Là hai chồng em phải lăn xăng làm ở trên này. Thì làm trên này xong lúc đó là bầu được hơn 3 tháng. Bụng rồi. To chưa? Lúc đó chưa to. Đến lúc cưới dưới quê mới to. Đám cưới trên này chỉ có hai người chị gái của em đi thôi à. Coi như là cô gì chú bác rồi ba mẹ không biết đi được. Cũng tuổi thân đây là tuổi thân luôn. Phát hiện ra có em bé thì cái cảm xúc của em như thế nào? Em thì cũng hơi hoang mang một tí xíu. Ba mẹ em thì cũng cứ hối em lấy chồng. Mà xong bên nội thì cũng vậy. Cái lúc mà quen nhau thì ông nội cứ nói chứ sao không để cho nó có bầu đi để cưới. Kiểu tại vì nôn cháu á. Nhà chồng em lúc đó là có ba anh em, chưa có ai có em bé nên nôn cháu lắm. Xong rồi em thì cũng hơi hoang mang nhưng mà tại vì lúc đó cũng xác định rồi. Lúc đó thì lo cái khâu sau thôi. Cái khâu mà mình cưới hỏi đồ này nọ để hợp thức hóa thôi. Rồi bây giờ mấy đứa? Ba đứa rồi. Hai trai một gái. 12 năm yêu nhau và cưới nhau. Dạ. Vậy thì sao bây giờ tới cái phần khui tật xấu đó. Chắc quên luôn rồi ha. Có nhớ đâu còn không? Nhớ nữa. Xấu chứ, có chứ. Nôn nào đến cái phần này lắm đúng không? Em gặp chồng em á, xong chồng em ít nói lạnh lùng. Trời ơi, kiểu như Lee Min Hoo, mình kiểu như đàn ông mà lạnh lùng ít nói là mình thích lắm. Nhưng với chồng em thì ra ngoài thì thật ít nói thật, nhưng ở nhà là thôi. Không nói suốt. Họ nói hai chồng nói hoài tối nhiều lúc hai chồng đi ngủ là phải nói là thôi ngưng ở đây nha. Ngưng ở đây để đi ngủ. Chứ mà hai chồng nói hoài là đến sáng luôn khỏi ngủ. Dạ, rồi ghiền game nữa. Trời ơi, ghiền game lắm. Trời ơi, em đập mấy cái điện thoại luôn. Đập mấy cái điện thoại của em luôn. Ôi. Ghiền game mà không biết bấm cái này là cái gì mà có một gái trong đó nữa. Tức là hẹn nhau là chiều nay 5 giờ nha, chiều nay 6 giờ nha. Đúng rồi. Bình thường đang bánh kem đi nghe đứa nào hát ở trong đó. Trời ơi, giọng đứa con gái đang hát chắc là mẫu luôn. Ồ, ý như là hát cho nhau nghe hay gì. Tự nhiên cái điện tử mà có nhỏ ngồi đâu đó hát. Rồi em nói không chơi nữa mà vẫn chơi nha. Mà em đập mấy cái điện thoại luôn. Đầu tiên là em đập dốt thôi, tức là em đập để sửa. Mà cái cuối cùng điện thoại mới là em quyết định em nói là bây giờ là 35 triệu. Với cái game này thì em sẽ xác định bỏ 35 triệu luôn. Em đập một cái, đập lên xong rồi chưa được cầm dây, đập xuống, đập xuống. Trời. Đập một xíu rồi gọi là không còn một cái miếng nào để cứu chữa nó luôn.
Là sau lúc đó là bỏ luôn đến giờ. Nhưng luôn. Mà khi mà em đập điện thoại thì anh ấy có phản ứng gì không? Ngồi nhìn á. Chứ không quá, không có... Không có, có không, không, chạy không quét rồi chắc nó cũng biết sai, biết sai. Còn gì nữa không? Em muốn làm cái gì là làm nhanh. Thí dụ như cái việc này nè, em nói anh ơi chuẩn bị làm cái này nè, làm nhanh. Là ờ nhưng mà để đó, hứa nhưng mà không có làm. Một việc mà nhắc đi 5 lần, 7 lần mới làm. Có khi nào mà hứa mà quên luôn không? Có, nhiều lắm. Mong muốn không thay đổi gì. Em sẽ lãng mạn hơn. Xong rồi những cái việc gì mà mình cần làm thì sẽ làm liền. Còn những thứ khác thì em cũng không cần gì hết. Tại vì chồng em cũng khá là rất là tuyệt vời trong mắt em. Yeah. Rồi nhanh nhẹn và lãng mạn. Dạ. Yeah. Yeah. Nha. Rồi thời em tới rồi đó. Rất là nóng tính, rất là thích sạch sẽ, gòn gàng. Nhưng mà lề thì bừa bộn. Sao mâu thuẫn vậy? Đi về là đồ dục lung tung, dục dày dục lung tung, em phải dọn hết. Mà sắp xếp không ngăn nắp là bà la. Đúng rồi, sao em thấy không ngăn nắp là la. Thích gòn gàng nhưng mà không có làm. Con người thích sạch sẽ nhưng bản thân bừa bộn. Lười làm á. Gì nữa? Hay dọn. Mỗi lần dần là em phải đi xin lỗi năn nỉ không à. Dỗ ba bằng cách nào? Dỗ chờ đi ăn. Rồi có hay nạt chồng không? Hay la chồng trước mặt người ta không? Trước mặt thì không có la, về nhà mới la thì, Có la trước mặt bối không? Dạ, có. Có, bối nó giận luôn. Bối giận á. Trời ơi, bữa trước là đi hai chồng đi với nhau không gây nhau em nạt đó. Em vừa la lên cho nó, mẹ tại sao mẹ lại như vậy? Mẹ không được la ba của con. Tại sao mẹ la ba của con vậy? Thay đổi thì em không muốn thay đổi gì, chỉ có vấn đề là anh á, vợ em buổi sáng ngủ dậy muộn á, tối thức khuya làm việc á, sáng dậy thì em cũng muốn vợ là ăn để cháu khỏe, không chịu ăn để trưa mệt luôn, để đói quá, đói liệt luôn, lúc đó là đâu có muốn ăn nữa. Cái đó là không được rồi. Không được. Tại sao vậy, em sợ mập hay sao? Không, tại vì em tối em làm việc đến trễ, đến như ngày mai dậy là 9:30 mới dậy thì tối ăn nhiều rồi quá. Nó bị dở bữa. Hai vợ chồng chia sẻ những cái điều mà anh cảm nhận được, mặc dù là đó có những cái tật xấu này kia. Dạ. Nhưng mà thấy nó dễ thương. Các đúng bạn rồi. Để có được hạnh phúc này là do các bạn lựa chọn. Đúng chúc rồi. Mừng các bạn đã tìm được nhau. Dạ. Đó. Hạnh phúc là lựa chọn. Đó. Đúng dạ. Rồi. Xin cảm ơn hai bạn đã đến dạ. Đây chia sẻ câu dạ. Chuyện. Nói câu kìa. Anh nhậu đây là đúng bài rồi. Anh nhậu đây xong rồi qua bên kia là hát karaoke. Hát karaoke không đối diện nữa là có tiệm massage. Massage xong kế bên nó có tiệm thuốc tây, rồi kế bên nó có khách sạn. Rồi chở tới xong nó vô nát hết hồn luôn. Hay không? Dạ. Hay không? Dạ hay rớt ghê em. Dạ hay rớt ghê em. Hát như là hay rớt ghê luôn hả? Dạ đúng rồi. Em giới thiệu về mình. Em chào chị Hồng Vân. Em chào anh Quốc Thận. Em tên là Hưng. Em bên kinh doanh máy móc. Em năm nay 34 tuổi. Máy móc mà máy gì vậy? Dạ máy làm nội thất nè, máy chế biến gỗ. Dạ. Hay quá. Thôi giờ tới em. Dạ em chào anh Quốc Thuận và em chào chị Hồng Vân. Em tên là Thư, em 25 tuổi, trợ lý với kế toán của anh Hưng. Nói chung là ông giám đốc với lại cô trợ lý em bói coi họ gặp nhau trong tình trạng như thế nào. Cô này của gia đình của cổ làm nhà. Nên là nhà cổ thì rất là thích gỗ. Cho nên là lên trên mạng và đã tìm được một cái người, một cái công ty uy tín, đó là công ty của Hưng. Là mời Hưng tới làm. Tới làm một thời gian thì cha mẹ thích quá. Mới gả gái mình cho Hưng, đúng không? Em dạ. Đừng trả lời chị nói sai là sai hoàn toàn. Cái này người ta làm máy móc, người ta sơ chế gỗ để người ta ra nội thất. Không ai xây nhà mà đưa máy móc sơ chế đến để mà làm đồ nội thất tại nhà. Sai. Sai đúng không? Dạ. Thôi chị hỏi chị, cái cơ duyên nào mà các em gặp nhau và ấn tượng gì về nhau? Cái đó là hôm ngày 16 tháng 11 năm 2018. Nhớ kỹ là... quá. Dạ cái bữa đó là ấn tượng anh nè. Cái bữa đó là Việt Nam đá với Malaysia. Là em mới đi coi đá banh. Bữa đó là vợ em làm sự kiện đó, quảng bá bia đó, tiếp bia đó. PC đó phải không? Dạ đúng, dạ, đúng rồi. Tính em là hay bữa nay mặc vest này chứ. Bình thường là em mặc cứ quần đùi giao thông em đi không à. Dạ, xong bữa đó vô thì tự nhiên là bé vợ của em á. Là không biết sao là từ bình thường là đi PG đâu phải dễ gì mà đứng được một bàn. Qua bàn này chào, qua bàn kia chào. Còn nhỏ này nó cứ đứng một cái bàn em mà đứng đối diện. Nói chuyện là cũng hơi vui. Bây giờ nói câu kìa. Anh nhậu đây là đúng bài rồi. Anh nhậu đây xong rồi qua bên kia là hát karaoke. Hát karaoke không đối diện nữa là có tiệm massage. Massage xong kế bên nó có tiệm thuốc tây, rồi kế bên nó có khách sạn. Mà thiệt em nói thiệt vậy mà không biết sao mà cái đường đó nó bố trí là có đầy đủ các tiệm nó như vậy luôn. Từ A tới Z đó. Dạ. Đúng không? Nó nghĩa là vô khách sạn. Dịch vụ là từ A tới Z luôn, thì từ A tới Á luôn. Ao giống như vườn ao chuồng á. Một vòng khép kính luôn. Kính đó, khép kính đó. Bé này nói chuyện rất là vui. Mà tửng vui nó lại hộp ru. Như vậy ấn tượng đầu tiên
tiên của chồng với vợ là bé này dễ thương, vui vẻ và hợp tính cách với mình. Rồi còn ấn tượng của bé vợ với bé chồng thì sao? Lần đầu tiên gặp mà nhìn đẹp trai lắm anh. Đẹp trai lắm, da dẻ mướt. Là em cố tình em đứng em lạng qua lạng lại để cho đại khái là mình muốn làm một cái điểm chú ý cho anh đúng không? Dạ, thì em thấy dễ thương thì em muốn bắt chuyện vậy thôi. Chăm sóc đặc biệt luôn, không đi bằng khác, chỉ đọc mình ảnh mà thôi. Như vậy là ấn tượng đầu tiên của các bạn dành cho đối phương là cảm tình, là đều có cảm tình. Hai người đều có gọi là hơi sớm xét ái tình với nhau. Quan trọng đêm đó em có đi qua tiệm nước tây và em đi khách sạn không? Thế là lúc đó là em mới rủ vợ em, rồi tí nữa xong rồi rảnh đâu đi hát karaoke. Xong kêu vậy tí nữa đi, tức là xin số. Hết trận đấu là bữa đó trúng hên quá, Việt Nam thắng Malay nữa. Bây giờ em nó nghỉ xong là em chạy qua em đón, em chở qua karaoke. Thì lúc đầu nghe bé kêu rủ đi karaoke, chắc tưởng bé này chỉ cũng hát cũng được, giọng cũng ok. Trời ơi, chở tới xong nó vô nát hết hồn luôn. Hay không? Dạ. Hay không? Dạ hay rớt ghế em. Dạ hay rớt ghế em. Hát như là hay rớt ghế luôn hả? Dạ đúng rồi. Trong đầu chắc nghĩ chọn bé này xinh quá. Dạ hay lắm đúng hát không? Được này cái giọng truyền cảm đồ này cái do lúc mà ngồi nói chuyện em nghe bé vợ em nó là nói chuyện giọng cũng thanh lắm. Dạ nhưng mà cuối cùng lên hát là chua. Rồi ổng sao ơi, ổng hát hay không? Ổng chê người ta? Dạ hát hay lắm cô. Vậy đó hả? Dạ vậy thì mình thua rồi đúng không? Phải cho anh hỏi vô hát chung với nhau có cả tay chân nữa. Hơi thôi. Lúc đó hơi thôi chứ cũng chưa, cũng còn ngại lắm. Rồi xong tăng 2 có đi tăng 3 nữa không? Dạ có. Tăng 3 là đi ra Bùi Viện. Ủa nhưng mà tăng 3 là gì vậy chị? 3. Chưa biết. Bởi phải hỏi. Sao tăng 3 sao nào? Kể nghe ra đi Bùi Viện làm gì nè. Bắt đầu là bé vợ em là như là ngấm rồi, uống cũng tê rồi. Là bắt đầu là lòi ra, trời bà quậy, bà nghịch. Là lúc đó bé vợ bao nhiêu tuổi? Dạ năm đó là em 22 tuổi vừa mới tốt nghiệp. Cách đây 3 năm nữa. Dạ. Ôi là con nít này là giống như là trời gọi là sanh ra để dành cho nhau. Trong không có ai mà lần đầu tiên mà gặp mà cuốn nhau tới cái mức như vậy luôn, đúng không? Dạ, nào giờ em cũng có tin tình yêu sét đánh đâu. Nhưng mà đúng gặp ảnh là mình cảm giác mình sao tim mình cũng ngừng đập luôn vậy. Rồi tối đó là ai đưa ai về, có ai xỉn trước? Chắc là em quá. Có đi tặng bố luôn không? Dạ không, em thì em ở Tích Hóc Môn lận, vợ em thì bên Bình Thạnh. Em mới chở vợ em về, em chạy về Hóc Môn. Chạy về chắc có thay đồ đi làm luôn ha. Bằng bùi chuyện đầu nhất mà chở về Bình Thạnh rồi mới chạy về Hóc Môn nữa. Dạ. Qua sáng qua hôm sau thì nào? Cái tình cảm nó vẫn còn. Chuyện tình là tiếp, hôm sau là có đi chơi nữa không? Dạ có, qua sáng hôm sau là em nhắn tin cho ổng liền, coi là ổng còn nhớ mình hôn hay là ổng quên rồi. Ổng không nhắn, không muốn trả lời em, là em cũng hơi bực mình rồi đó. Ủa tại sao vậy? Sáng đó là em việc nó nhiều quá, em ít khi nhắn tin lắm, gọi điện nói chuyện cho xong rồi nhắn tin nó mệt hết luôn. Tầm cỡ chiều em mới gọi lại, mới rủ đi ăn, xong em từ nhà em chạy qua Bình Thạnh lần thứ hai. Hóc Môn. Dạ. Hóc Môn chạy lên Bình Thạnh chở đi ăn nữa. Đi ăn. Dạ. Tới mấy giờ về? Bữa đó đi ăn tầm khoảng 11 giờ là về rồi. Đi chỉ đi ăn thôi à. Em thấy sức mạnh tình yêu không? Từ đêm hôm trước là có gần như không ngủ rồi đó. Đi làm cực khổ vậy đó, rồi cái chiều cái đi ăn tới 11 giờ. Đó là mình đi ăn cua đúng không anh? Hai vợ chồng đi ăn cua, tưởng đâu là ăn ít, em kêu ra hai con cua mà mình vợ em là dứt hết luôn. Em mới dẫn ra cái quán mà quán cóc ở lề đường đó. Lề đường. Dạ, kêu hai con cua là con vợ em là hai cái tay là nó buông lụa luôn. Mà cua to lắm nha chị, tại cái tính kêu ra là mỗi người một con, vậy mà em cũng ăn hết luôn. Em tưởng ông không ăn, em sợ bỏ uổng, thôi em gái em ăn luôn. Ngủ cái là đi liền. Miệng thì có thể cay chứ mà mê trai thì đầu thai hết rồi. Bởi vì mê cho nên là em chỉ còn mở lời là đi liền. Được đó là em mới rủ chơi thôi. Anh chuẩn bị có công tác ở Tây Nguyên nè. Em đi với anh không? Đồng ý liền. Mới hỏi em là đi mấy ngày, em kêu đi tầm 3-4 ngày về. Giờ em mới hỏi là khi nào mới đi. Em kêu là bây giờ anh từ nhà anh chạy qua này, em sắp xếp chuẩn bị đi là anh với em đi luôn. Là khoảng 1 tiếng thôi em từ nhà em chạy qua là đi xong luôn. Xong hết rồi. Trời là chuẩn bị xong hết luôn. Thì anh nói đi 3-4 ngày mà mình đâu phải chuẩn bị gì nhiều đâu. Thì em cũng chỉ mang khoảng 3-4-5 bộ đồ là xong thôi. Nhưng mà chuyện đi vui không? Ở với ai? Ở với ba mẹ? Dạ em ở với ba mẹ. Em phải nghĩ đủ cấp để nói xạo. Không có gì mà ngăn cản được tình yêu hết trơn á. Khi mà người ta yêu thật lòng đúng không cưng? Dạ. Chuyện nó đi vui không nè? Dạ vui. Em tưởng đâu đi 3-4 ngày. Nhưng mà không ngờ là 3 x 4 = 12 ngày. Nhưng mà không ngờ là 3 x 4 = 12 ngày. Nửa tháng luôn. Đi nửa tháng luôn. Dạ. Đâu có đủ đồ quần áo đâu anh. Đi tới đâu là mua đồ tới đó. Lúc đi thì có 3-4 bộ đồ thôi. Lúc về là 10 mấy 20 bộ. Sao nói vậy nè, sao chứ đi đâu về mẹ la dữ không?
Trời ơi, mẹ em không có nhìn mặt em luôn á. Nhưng mà mẹ biết là đi với trai dạ, không? Thì mẹ biết đi với ảnh, nhưng mà ý là mẹ cũng nói là thôi giờ mà nếu như mà thích nhau như vậy thì mẹ cũng cho phép đến với nhau. Ba em thì cũng mất được 5 năm rồi, em cũng còn ông nội, thì thôi em dẫn ảnh về ra mắt ông nội em. Sau khi về Sài Gòn rồi á thì làm sao mà coi như gặp nhau mỗi ngày không? Về Sài Gòn rồi là tiếp tục là hành trình là bỏ nhà theo trai nữa. sao đâu? Dạ, sao? Qua nhà em. Nhưng mà nó giấu với mẹ là kêu đi công tác ở Cần Thơ. Xui là bữa đó là mẹ biết được xài điện thoại á, mà có iCloud á, cái đăng nhập vô là lòi ra cái định vị. Cuối cùng định vị nhà em chứ không phải Cần Thơ. Tức là tối đó là mẹ em gọi vợ em, lúc đó 2 giờ sáng rồi. Trong đó là sáng hôm sau là nhà bạn của vợ em là tân gia nhà, là để hai vợ chồng em là sẽ đi xuống Vũng Tàu để tân gia nhà của bạn vợ em. Thế là 2 giờ sáng em chở vợ em về nhà mẹ vợ em, vợ em lên nhà ngủ, còn em thì đậu chiếc xe trước nhà ngủ. Ngủ ở xe luôn. Dạ. Đợi tới sáng đi. Trời, lãng mạn ghê luôn, tình yêu của hai đứa này quá lãng mạn. Mà lúc em quen với bạn này á, với bạn chồng là bạn chồng có bạn gái chưa? Hay là bạn chồng đang free? Có bạn gái chị. Đang quen mà ổng vẫn còn có bạn gái. Không, lúc đó là em đã chia tay rồi. Em đã quyết tâm là em chia tay rồi, em không quen nữa. Nhưng mà có khi nào mà phát hiện ra ông này ổng còn liên quan tới bạn gái cũ không? Dạ, có lần em gọi video á anh. Là em thấy hả, trong phòng của ổng đồ đạc phụ nữ cũng còn quá trời à. Thì lúc đó em mới biết á, chị đó chị cũng chưa dọn đi. Ảnh cam đoan là chia tay rồi. Chị đó cũng về quê luôn rồi, nhưng mà chưa dọn đồ đi thôi. Dạ. Tụi em quen nhau bao lâu thì cưới? Dạ chắc 1 tháng quá. Cũng lâu ạ. Cũng lâu chứ. Tháng là có 30 ngày. Lắm á. Quen nhau 1 tháng mà hết nửa tháng là ở tỉnh rồi. Còn có 15 ngày ở Sài Gòn thôi. Mấy ngày là ở không gia đình nữa. Như vậy là tụi em lấy nhau cũng 3 năm hả? Dạ. Năm nay là bước qua năm thứ 3. Dạ đúng. Có em bé chưa? Dạ em 2 bé. Hai bé. Dạ. Vậy là cưới xong là đẻ luôn đó phải không? Dạ. Gặp nhau là cuối 2018. Cưới là đầu năm 2019. Đứa thứ nhất là tháng 11/2019. 19. Còn đứa thứ hai là tháng 12/2020. Cách năm. Năm một á. Ừ. Dạ. Năm một á thì giống em thôi. Ủa, em giống nhà em thôi. Không có, em là 2 năm. Mà em sinh có dễ không? Nhắc tới cái chuyện sinh. Kể đi. Sinh đứa lớn á là sinh ở Mekong, bệnh viện Mekong. Trên này. Dạ. Còn sinh đứa nhỏ là được đó là vợ em mang bầu được 8 tháng rồi. Vợ em mới sinh cho em cho đi em chơi một chuyến đi. Rồi em sẽ về nhà em nghỉ, em không có đòi đi chơi nữa. Em cũng làm một chuyến giống như đợt trước em quen đó. Hai vợ chồng em đi Đà Lạt, xong em về quê, cháu quê của em đám cưới. Là ăn đám cưới xong là sáng hôm sau là chuẩn bị em đi ra Đà Nẵng nữa. Chiều hôm đó bắt đầu là vợ em bắt đầu nó hơi đỡ dạ rồi. Mà ở quê em tới cái phòng khám ở quê á, siêu âm nè, người ta coi thì nó kêu là chỉ bị là động thai thôi. Dạ. Nhau nó bị ấy thôi. Tức là em cũng tin tưởng, em cũng về tới tối đó là tầm khoảng 12 giờ đêm, vợ em bắt đầu kêu là anh ơi em đau lưng quá. Từ 12 giờ mà tầm khoảng 2 giờ vợ em cũng kêu là anh ơi chết rồi, không được rồi, đau lưng quá mà sắp đẻ rồi, anh ơi anh coi tranh thủ đi. Thế là 2 giờ đêm nữa mà lúc đó đang ở quê em đó, trời đất bữa đó cúp điện đó, em mới lật đật là hai vợ chồng em là ra xe chạy chở đi bệnh viện. Trên đường đi là lúc đó em cũng chủ quan là xe của em đáng đi ngày mai đi Đà Nẵng thì em cũng không đổ xăng nữa. Hết xăng. Xe gần hết xăng, em chạy 2 giờ đêm rồi có mấy cây xăng nó cũng đóng cửa hết, em mới chạy kiếm cây xăng để em đổ. Em đổ xong rồi là em chạy ra chỗ bệnh viện, qua một cái đoạn đèo vắng, vợ em mới kêu anh ơi không được rồi, không kịp rồi, con nó sắp lòi ra rồi. Anh ơi con sắp lòi ra rồi. Anh ơi tấp xuống không được rồi. Em ơi kêu thôi từ từ đã, bởi vì cái đoạn đèo nó khúc cua em không dám đậu. Đậu xe nó đêm nó nguy hiểm á, lúc xe phía sau nói. Em kêu thôi đợi anh xíu anh chạy một đoạn nữa, sáng sáng xíu rồi đậu. Chạy một đoạn em mới đậu lại, vợ em cũng hối nữa. Anh ơi nhanh gấp coi đỡ con sắp rớt ra rồi. Rất là căng thẳng, mình bây giờ trong đầu mình lúc đọc rất là nhiều tin á, là sinh con mà không có bác sĩ này kia nó dễ bị quấn hay là dễ bị ảnh hưởng tới mẹ đứa con á. Em cũng hồi hộp lắm, xong là em mới đậu xe xuống, em mới qua vợ em lúc quýnh á, xong hồi em ráng tập trung lại. Vợ em vỡ ối, vợ em tưởng là sinh rồi, vợ em mới kêu con ra cho anh. Kêu, chưa em ráng xíu nữa. Tầm khoảng 2-3 phút đó, là con là em bé mới nó ra ra là em đỡ đẻ luôn. Ra là em đỡ đẻ luôn. Em sinh nó trên xe luôn á. Dạ. Còn gì đúng sao? Ừ đó chị em đang hỏi đó. Xong rồi vợ em là mới ngồi cái phụ đó. Là em sinh ra xong đó là em bế con em đặt lên người mẹ, người vợ. Và em xong em mới chở tới bệnh viện. Dạ. Tức là đến bệnh viện tới cách, bệnh viện cấp cứu. Dạ. Dạ. Chứ còn đó từ đó tới bệnh viện còn khoảng 5 cây số thôi. Nhưng mà không có kịp
không có kịp nữa là vợ em kêu thôi em đỡ đẻ luôn. Rồi xong rồi lúc đó là đến nhà thương rồi đưa lên xe cán rồi đưa mẹ với con vô cắt. Dạ, dạ vô cắt rúng. Rồi trời ơi, nó giống ông y chang luôn. Sau này là nó lớn lên nó coi lại cái này á, nó nghe ba nó kể á, coi như là quý một tư liệu quá trời quý luôn. Hay quá. Câu chuyện quá hay. Dạ, cái điều mà em tiếc nuối nhất là em không có chụp được tấm hình ngay cái khoảnh khắc đó. Lúc đó hay. Lúc đó hay lo đẻ một ông lo đỡ lấy ai mà chụp. Phải lúc đó con Bin nó đó là làm cái ngừng TikTok luôn rồi. Phải với chị là sáng chút xíu á có xe đi ngang á. Cái ảnh ánh dẫn lại chụp. Cái kỷ niệm này là quá tuyệt vời rồi. Rồi bây giờ tới cái phần gọi là khui tật xấu. Coi chương trình này rồi đúng không? Dạ. Phần này hấp dẫn đó, đúng không? Dạ đúng rồi. Dạ ai khui trước đây? Thôi cho vợ em thôi chắc em nói trước đi. Thì cái cưới ảnh thì cũng là một may mắn của em. Đây là khui tật xấu chứ không phải. Dạ. Thì nói trước. Ta khui trước đi rồi xong mình ta nói chắc xấu là sao? Kiếm tật xấu của ảnh cũng khó. Ba mấy rồi u 40 rồi mà ham chơi, ăn nhậu mà phải đi 3-4 tăng mới chịu về, đi chơi là phải hết ga hết số mới về. 2-3 giờ mới về, có hôm mà em ngủ mấy giấc rồi, cửa mở cái ra thấy hả ảnh về, ảnh vừa về gà gáy luôn, ảnh vừa về gà gáy luôn, 4 giờ sáng. Trời đi ngủ không? Thấy tăng luôn. Dạ. Em dạ. Có stress những lần như vậy không? Cái thời gian mà sinh em bé sau, em bé thứ hai mới stress. Stress về cái việc mà anh đi nhậu đêm vậy gì? Dạ đúng không? Rồi, anh hay đi nhậu quá. Bao lâu thì em mới lấy được cân bằng? Bây giờ dạ. Lấy lại được chưa? Dạ bây giờ lấy lại được. Chưa bây được cân bằng thì cứ nói để cho chồng biết nghe, dạ, đừng có giấu nghe. Nhưng mà sở dĩ hết là do anh thay đổi hay là do? Dạ do anh thay đổi, cũng hạn chế rồi. Với lại hả đi nhậu thì cũng một tăng, em không biết là do là tự muốn một tăng hay là do dịch này nó đâu có mở cửa mấy cái kia đâu. Đúng rồi. Sao nữa? Xấu gì nữa nè? Dạ hút thuốc nhiều quá thì có nó con nhỏ không đâu. Căng thẳng thì em ra em làm điếu thôi chứ không phải là một ngày em đốt liên lìa liên lìa. Dạ. Rồi em mong muốn chồng em thay đổi cái gì? Dạ chắc không đâu. Em mong muốn là anh không có đi nhậu khuya nữa, cũng hạn chế hút thuốc nữa. Rồi giờ tới em, thật xấu cô ấy. Mua sắm quần áo mà cứ thấy cái mẫu gì mới á là mua về để treo tủ ngắm như thôi. Một số đồ thì chị mua về để tem mặt chưa xé luôn mà cứ chuẩn bị ra cái mẫu mới. Anh ơi cho em mua đồ, anh em thích cái đầm này như cái này hôm nay em có cơ hội mặc. Cái này là em của cũng em mua à? Luôn dạ đồ của em mua mấy tháng rồi treo bây giờ mới có cơ hội mặc. Xong thì chắc treo tiếp. Dạ. Cái này cũng phải là tật xấu, lúc đầu em cứ nghĩ là vợ em sẽ giống là phụ nữ là cũng mình đàn ông mà mình lo công việc thì phụ nữ phải lo việc nhà việc kia. Nó quen em hỏi vợ em á là em có biết nấu ăn không? Em biết, em có biết. Bà biết đúng hai món, một là canh cải thìa, thứ hai nữa là thịt bò xào bông cải. Có bữa em kêu chiên cá chị tên đâu, bà mặc áo mưa, áo chùm đó, áo chùm áo mưa rồi bà che mặt lại, bà đứng bà chiên bà né nè. Em là thích nấu ăn, em người miền Trung á, em nấu theo cái vị của em á, nó quen rồi. Tự em đi chợ luôn, em mua thích ăn gì là mua về em ăn, em nấu em ăn rồi em kêu vợ em ra ăn. Ừ. Rồi em mong muốn vợ em thay đổi gì? Giờ thực sự là cái tuổi vợ em nó vậy rồi, kêu vợ em nó sống người lớn hơn thì nó cần phải thời gian. Chắc em nghĩ là cần phải thay đổi nhiều hơn về cái gia đình nhiều hơn. Đàn ông mình ra ngoài mình kiếm tiền hay này kia thì phụ nữ cái là cái chỗ dựa để mình lúc nào mình cũng yên tâm, không phải lo nghĩ nhiều. Nhưng mà từ vợ em mới 25 tuổi rồi, cái tuổi vợ em nó vậy cho nên em chứng nghĩ chắc từ từ mỗi năm vợ em nó thay đổi một ít. Thực sự mà nói là vợ em hy sinh rất là nhiều á, tại vì chị còn nhớ bản thân chị lúc 25 tuổi là chị còn yêu đời, chị còn tự do thoải mái. Tới 28 tuổi là lúc đó là chị mới ràng buộc trong chuyện gia đình. 25 tuổi mà vợ em đã hai đứa con như thế này, sống ở nhà mà lo cho hai đứa nhỏ không thì thực sự là vợ em hy sinh rất là. Wow. Không bỏ vợ không sao luôn. Vợ chồng rất là đẹp đôi chị ơi. Đấy. Người quen của chị. Con rể tôi. Em xin được chào anh Quốc Thuận. Em xin được chào mẹ Mai. Em là Phạm Anh Tuấn. Hôm nay 33 tuổi. Hiện là em đang làm diễn viên, đang sống tại Hà Nội ạ. Sao con rung dữ vậy? Con cứ y như lúc con đóng gạo nếp gạo tẻ đi con. Dạ. Em xin phép chào chị Hồng Vân và anh Quốc Thuận ạ. Em tên là Lâm Diễm Quỳnh. Em 21 tuổi, quê ở Lai Châu ạ. Hiện tại thì em đang làm chuyên viên trang điểm ạ. Chà, như vậy là chắc có lẽ là họ quen nhau trong đoàn phim đó chị ơi. Cơ duyên hai bọn em gặp nhau thì hồi đấy là em có đi làm một chương trình event. Thì lúc đấy em cũng nhờ qua bạn bè để book bạn make up. Thì lúc đó thì vô tình là cũng book phải vợ em. Thì lúc đó thì cái buổi đầu gặp nhau thì cũng chưa có ấn tượng gì nhiều. Bởi vì là vợ em đeo khẩu trang make up. Chỉ thấy là bạn ấy rất là trẻ, rất là cao. Và cái ánh mắt thôi thì cũng khá là cuốn hút.
Thì sau đó thì em có rủ bạn ấy đi xem phim. Nhưng mà cô hỏi này, cái hôm mà bạn make up cho con á là đẹp không? Coi như là hôm đó con thấy xuất sắc không, đúng không? Đẹp make up cho Tuấn á. Đúng rồi. Make up mặt nó rất make đẹp. Make up đẹp xuất sắc tại bạn này là thuộc loại là make up theo kiểu mà ạc luôn á. Dạ. Vậy đó. Lúc đó là còn xuyến sắn rồi. Cũng có sao xuyến nhẹ. Còn Quỳnh thì sao con? Khi mà con biết lúc đó con biết anh này là tức là con đã biết đến anh Tuấn chưa? Rồi con biết rồi. Con biết rồi đúng không? Thì con có idol ảnh không? Tức là con có thích ảnh không? Thực ra là lại còn như thế này, có một chuyện mà rất là buồn cười. Tại vì là lúc đó thì vợ con bảo với con là em hâm mộ anh lắm, em thích anh lắm, rồi em thích các cái bài diễn của anh lắm. Nhưng mà vì sao con biết là không phải? Là sao? Bởi vì chả xem phim nào của con đóng mà chỉ biết con là diễn viên thôi. Là thắm ai thôi đúng không? Em có xem một phim của anh đó. Có xem phim. Nhưng mà chỉ một vài phân đoạn thôi. Con xem cả một lời ân oán đúng không? Nghĩa là người ta có mà, người ta có xem. Con thì sao lúc mà con make up cho anh á? Rồi lúc đó con cái cảm xúc con sao? Vậy thì con cũng run đấy ạ. Có nghĩa là kiểu lần đầu tiên mà được make cho người nổi tiếng ấy ạ. Cũng run, là cũng kiểu là sợ là make không đẹp. Rồi là sẽ bị chê. Đấy thì con thấy ưng. Không, nhưng mà nè, lần đầu tiên gặp anh ấy ở ngoài đời, với một lần coi được anh ấy trên phim, và đồng thời ảnh cũng là ít nhiều gì là em cũng biết ảnh là một diễn viên nổi tiếng đúng không? Và gặp ở ngoài đời thì lần đầu tiên chạm mặt đó, thấy như thế nào? Ý chú Thuận nói là con có thích ảnh liền đó không? Con cũng hơi thích thôi ạ. Hơi thích thôi đó. Vâng. Giống như anh Tuấn gặp con là anh Tuấn hơi thích rồi đó. Tuy nhiên là cả hai đứa gặp nhau đều hơi thích thích. Rồi sau đó là rủ đi coi phim luôn. Vâng, sau đó thì là em chủ động. Là cách đó là bao lâu? Sau đó chứ, sau đó bao lâu? Sau đó chắc là khoảng 1-2 ngày rồi. Đó, chủ động liên lạc liền. Rồi đi xem phim. Nhưng mà nói chung là khi mà đi xem phim thì cũng rất là giữ khoảng cách. Đi trên đường thì ngồi cách xa. Tại lúc đấy con đi con chở xe máy hả? Con chở xe máy, ngồi cách xa một đoạn. Rồi vào dạp phim thì cũng chỉ xem phim thôi. Nhưng mà cái ngày đó cô ấy trưng diện có đẹp không? Hôm đấy thì style đồ của vợ con là như thế nào? Thì cũng kiểu hơi trẻ con. Thực ra là sau đấy về thì cũng thấy là sao bạn này bạn ấy trẻ con ấy. Nó cũng bớt thích đi một chút ấy. Rồi sao? Rồi sau đó có khi nào là đi quay phim mà gặp vợ không? Hoặc là ở gần cái khu nhà vợ ở không? Tức là có, tức là sau cái ngày mà sau ngày đầu tiên đi chơi đấy. Đi chơi thì sau đó cũng có đi chơi thêm một vài lần. Rồi đến một ngày thì em có đi quay ở gần nhà chỗ vợ em trọ. Thì mình cũng rất là lúc này cũng rất là mệt rồi và cũng nhắn vu vơ là em ơi hôm nay anh mệt quá, anh qua phòng trọ em cho anh nằm nghỉ tí. Mà thực sự thì lúc đấy là con rất là cũng chỉ nghĩ trong đầu là mình rất là mệt, mình muốn là có một chỗ nghỉ lưng. Là trong không, sáng rất thôi. Rất là trong sáng ạ. Và thế là khi mà vợ em ra đón rồi lúc đấy thì lại mặc một bộ đồ bó sát. Lúc đấy là mình cũng đã gợn gợn là ôi sao trong đầu mình vợ em mình có mặc áo khoác mà không có không áo khoác, nhưng nói chung là vẫn là nhìn thấy bộ đồ bó sát ở trong. Tức là đồ ngủ đấy, nhìn thấy hết các đồ trong đấy. Thì thấy sao trong tưởng tượng của mình bạn này rất là trẻ con, bạn này 19 tuổi mà sao lại có người đẹp như thế này? Sao lại mẩy nhở? Mẩy mẩy. Tiếng Bắc á, mẩy là nó hấp dẫn á. Mẩy. Nhìn nó là hấp dẫn á. Và rồi em lên nhà nằm nghỉ. Sau đó thì cũng rồi sao? Mọi thứ cũng bắt đầu mùa đông nhưng mà bắt đầu nóng dần. Rồi ôm nhau xong rồi có chuyện đấy. Ôi ông đóng phim ông mệt quá rồi đấy mà ông xin về nghỉ. Ông về ông còn mệt. Ông có nghỉ ngơi gì đâu. Cuối cùng lại thành là mệt hơn. Nhưng mà Quỳnh ơi, cái lúc mà em nhận được cái tin nhắn của anh ấy nói là lên nhà mình nghỉ ngơi đó, trong đầu Quỳnh có suy nghĩ gì không? Lúc đấy thì con không nghĩ gì cả, con cũng rất là trong sáng thôi. Có nghĩa là anh ấy bảo là anh ấy quay phim gần nhà thì lúc đấy là lúc 5 giờ, hơn 5 giờ chiều.
Thì là đấy, lúc đấy anh ấy bảo là cho anh về nghỉ một tí, nhờ một tí được không, tí anh lại phải đi quay tiếp. Là con cũng đồng ý, con cũng hồn nhiên. Thương người đúng không? Thương người. Như vậy là hôm đó sau hôm đó là hai đứa chính thức yêu nhau đó đúng không? Sau đó là chính thức yêu nhau. Chiều hôm đó là ở luôn, sáng hôm sau. À không, sau đấy là em có phải đi tiếp, đi làm tiếp thật. Nó phải đi quay chứ. Sau đấy lại đi quay tiếp. Chà, đêm đó cho Quỳnh khó ngủ lắm luôn Quỳnh. Nhớ Nhung ảnh đúng không? Không quá. Rồi sau đó có đi quay, mỗi lần đi quay có dẫn Quỳnh đi theo không? Có công khai Quỳnh với tất cả mọi người không? Thực ra thì sau đó thì em cũng bảo với cả vợ là thôi bây giờ anh cũng đi làm rất nhiều. Thế là em cũng một tuần thì khoảng 3-4 lần cũng đưa Quỳnh sang nhà em ở luôn. Và em cũng nói chuyện với cả bố mẹ luôn là đây là bây giờ con đang yêu bạn này và con cũng muốn là đưa bạn đi nhà ở. Thì vợ em thì vẫn muốn là ở cả hai bên chứ không chuyển hẳn qua được, vì đôi khi là kiểu còn gia đình nữa, cũng không thể nào mà nói với bố mẹ là con sang nhà anh diễn viên ở mà bố mẹ thì chưa được gặp. Thì cho nên là bố mẹ cũng sẽ rất là lo, cho nên là hai đứa cũng vẫn duy trì là lúc thì ở nhà con, lúc thì ở nhà trọ. Nhà trọ. Bao lâu thì tụi con quyết định là công khai làm đám cưới? Sau một năm ạ. Một năm con và vợ yêu nhau thì nói chung là cũng có nhiều biến cố lắm ạ. Vì biến cố là chung là lúc đấy thì tính của vợ con cũng có trẻ con và bản thân con cũng thế. Trong tình yêu thì đôi khi mình cũng không chín chắn nhiều cái cho nên cũng đôi khi là cũng cãi vã nhiều. Rồi vào một ngày đẹp trời vợ con bỏ về nhà trọ mà dẫn nhau đúng không? Dạ. Sao thì vậy? Sao vậy? Cho Quỳnh nó nói coi. Quỳnh, tại sao vậy con? Lỗi con cô ạ. Sao? Nghĩa là trước cái khoảng thời gian mà anh ấy quen con ấy, anh cũng có quen một bạn, thì nhưng mà cũng gọi là tìm hiểu nhau thôi. Thì đến cái lúc mà bọn con cãi nhau ấy, thì con bắt được là anh ấy thả tim cái video TikTok của cái bạn đấy. Và trong khi đã yêu nhau được một năm thì là xong rồi con nghĩ kiểu con lúc ấy rất là tức, kiểu nghĩ trong đầu là kiểu tại sao yêu mình mà vẫn còn nhớ đến người cũ. Xong rồi thế là bọn con cãi nhau to và con bỏ đi 3 ngày luôn. Vâng, lần đấy là căng thật. Ở trong 3 ngày đó là Tuấn có đi tìm bạn gái không? Là cũng hay là im luôn? Cũng có đến... tức là 2 ngày đầu tiên thì im, đến ngày thứ 3 cũng cố nhắn nhưng mà nghe chừng là căng thẳng quá. Thì vợ em mới bảo là chiều hôm nay về lấy đồ nốt đi. Thì lúc đấy là có nghĩa là dọn nhà đi luôn á. Đúng rồi. Tức là quyết định là chia tay á. Thì cuối cùng cái quyết định mà về lấy đồ đấy lại thành ra là có em bé. Thường là như vậy mà. Thường là như vậy mà cãi nhau rồi giằng co rồi thế này thế nọ thế kia để ông lọ bà trai các kiểu. Mà trước đó thì bọn em cũng đã có ý nghĩ là mình thả để là làm sao có em bé, thì hai đứa cũng muốn là gắn kết lâu dài. Áp lực và muốn là mình không quen nhau nữa. Thì sau khi bỏ đi 3 ngày thì về lại cuối cùng lại là có tin vui. Đây chắc là cũng là một cái lỗi mà con với cả vợ con là từ lúc mà yêu cho đến lúc kết hôn là con chưa tỏ tình. Không có một cái lời nói nào là em làm người yêu của anh nhé. Và chỉ có là yêu sau đó thì cầu hôn luôn. Và bỏ qua cái câu là em làm người yêu anh nhé và là em làm vợ anh nhé luôn. Thì vợ con đôi khi cũng nhắc mà em chả hiểu anh kiểu gì mà sao hơn một năm yêu rồi đến khi cưới anh chả nói một câu, là không nói một câu nào là em làm người yêu anh nhé cả. Đùng cái là em làm vợ anh nhé luôn. Và cái ngày mà con tính với cả bố mẹ con ấy là Tết này sẽ lên để gặp mặt hai gia đình với nhau. Thì đùng một cái biết tin là có em bé, và cái ngày mà gia đình gặp nhau lại là cái ngày dạm ngõ luôn. Tức mọi thứ nó đốt rất nhiều giai đoạn. Lúc đấy có em bé là con không ngờ tới luôn. Đến bởi vì là chỉ định là bố mẹ để Tết lên gặp nói chuyện, kiểu yêu nhau cũng lâu rồi. Thì là xong rồi bố anh Tuấn với cả bố mẹ chồng con thì cứ giục là thử đi. Đến cái lúc mà con thử lên hai vạch đỏ chót. Là có thật. Là có thật luôn. Vâng. Rồi sau khi cưới vợ thì có vô phim nhiều không?
Dạ, từ khi mà con em cưới vợ này đến khi mà thực ra thì lúc cưới là vợ em đã có bầu rồi, thì em quyết định là không đi phim nữa luôn. Ở nhà lo cho tất cả các thời gian chỉ ở nhà để chăm vợ, và đến khi bây giờ lại có em bé thì là chăm em bé thôi. Và quyết định chăm hai mẹ con luôn. Dạ vâng, gác hẳn một bên, không làm phim mà chỉ ở nhà chăm vợ con. Ồ, thế nhưng mà rồi cái công việc kiểu như là kinh tế thì như thế nào con? Thì đúng đó. Thì thực sự đấy, lúc đấy là con cũng phải suy nghĩ rất là nhiều. Thì rõ ràng là khi mà mình lựa chọn gia đình thì kinh tế sẽ đi xuống. Thì cũng rất là khó khăn. Con cũng không nghĩ là từ cái việc kinh doanh của con cũng thua lỗ này. Rồi là phim thì rõ ràng mình không đi phim thì cái nguồn kinh tế cũng không có. Quảng cáo thì khi mà mình không đi phim thì quảng cáo nó sẽ ít đi. Và nói chung lúc đấy cũng rất là áp lực. Thì cũng may mắn một cái là khi mà vợ con bầu này thì vợ con lại có rất là nhiều quảng cáo. Rồi đến khi trước khi chuẩn bị có em bé rồi lại cũng có nhiều quảng cáo, rồi cũng có một cái hợp đồng là với cả bệnh viện các thứ nữa, thì cũng trộn vía được một cái là vợ lại là người thu nhập chính cho gia đình. Lúc đó vợ lại nổi tiếng hơn. Nổi tiếng hơn. Tức là con những cái hợp đồng quảng cáo đó là con làm cho người ta đúng không? Con make up cho người ta. À, không, không. Hay là con làm mạng, con làm KOL luôn, luôn là quảng cáo sản phẩm rồi đó. Thứ đấy. Thì chị gì ta hiểu không? Tự nhiên đùng một cái một ông diễn viên coi như là tiếng nó lại mà không bằng một cô vợ mà make up. Gần như là một năm không có một cái quảng cáo nào. Mà hầu như là tất cả quảng cáo là từ dùng vào vợ hết. Hay quá. Rồi bây giờ rồi, tới đấy, cái phần, đấy, cái phần kia. Lại cái phần kia con ạ, chương 2. Chương 2. Em thấy Tuấn nó hoàn hảo quá chị ơi. Công việc hy sinh thì chắc có lẽ là không có tật xấu gì đúng không? Thì em cứ để cái Quỳnh nó nói. Hả Quỳnh à? Vâng. Tuấn không có tật xấu gì đúng không? Con nói đi con. Có nhiều lắm ạ. Rất ngắn gọn. Nhiều lắm ạ. Tật xấu đầu tiên là rất là bừa bộn lôi thôi. Nghĩa là cái từ cái lúc mà yêu con ấy, lúc đầu là có nghĩa là đi làm về là có khi là đi đâu là quần áo tụt đến đấy. Đi về phòng là lôi thôi, và con dọn rất nhiều lần rồi. Xong cuối cùng vẫn vứt ra một đống ở đấy. Đến bây giờ thì mới đỡ hơn. Bây giờ là có giúp việc rồi thì là vẫn vứt ở đấy, nhưng mà gọi là ít hơn ngày xưa, gọn gàng hơn ngày xưa. Bừa bộn là cái đức tính của coi như là 8 trên 10 ông chồng rồi con ơi. Thì khó ông nào mà không bừa bộn lắm cơ. Rồi còn cái gì nữa? Tiếp theo là... Có hay đi nhậu không? Đi nhậu thì cũng ít ạ. Từ lúc con bầu là hầu như là cũng ở nhà. Nhưng mà mỗi lần đi nhậu thì cũng... về là cãi nhau ạ. Mỗi lần đi nhậu về là cãi nhau, bởi vì chồng con là đi tới bến luôn. Nghĩa là... Nhậu xong thì là có lèm bèm hay là có ấy hay là ngủ? Không lèm bèm mà về nhà ngủ luôn ạ. Nhiều lúc có những hôm mà con chăm em bé, bởi vì em bé nhà con là buổi đêm rất là quấy. Thì con rất là bực mình, bởi vì là về thì đấy chồng thì đã hứa là anh sẽ về sớm, nhưng anh hứa là anh 9 giờ anh về, và đến 10 rưỡi 11 giờ vẫn anh đang về đây. Xong rồi cuối cùng về là xong ngủ một mạch luôn. Là vừa nghe chồng ngáy và vừa phải bế con, vừa nghe con khóc bế quanh nhà ấy, lúc đấy con rất là bực mình. Mà chồng đi nhậu là đi nhậu với bạn bè đi hay là nhậu, đi ăn với sinh nhật ạ? Ăn sinh nhật bạn bè. Là em bé nhà con thì đấy, nếu như mà con không ru ngủ thì ở nhà cũng khó ai mà ru được. Mà về xỉn quá rồi sao mà ru được đúng không? Con không nhớ là vì sao mình về được đến nhà. Rồi Tuấn có lãng mạn không? Cũng không ạ. Không lãng mạn. Vâng, đến tận cái lúc mà con đi đẻ ấy, thì là rất nhiều lần con đi ngoài đường con bảo là kiểu em rất là thích hoa hết các thứ, thì nhưng mà chồng con lại không bao giờ mua. Đến tận hôm con đi đẻ thì là mới cầm một bó hoa vào để tặng cho con. Là đấy anh hả? Tặng. Vâng. Ủa chứ cô lại tưởng Tuấn lãng mạn lắm chứ. Lúc yêu thì cũng hơi lúc cưới rồi thì cũng đỡ dần. Bớt xong bây giờ bớt luôn. Không ạ, bây giờ thì là rút kinh nghiệm rồi. Rút kinh nghiệm phải khác ạ. Rồi còn tật gì nữa không? Mình 11 tuổi rồi mà người ta lúc ấy mới đẻ mà mình lại không không chiều chuộng, không ấy người ta. Còn tật gì nữa không Quỳnh? Hay ngủ muộn nữa. Hay ngủ muộn, chơi game. Ngủ nướng thì... Thức khuya chăm con hả? Dạ có. Có. Được cái ấy, ngủ muộn thì bây giờ lại thức đêm chăm con luôn á. Thế là ngày xưa thì con hay chơi game đến khuya. Thì nói chung là từ lúc vợ bầu thì cũng thường xuyên chơi game. Rồi đến bây giờ thì
có con thì lại buổi đêm thì du con ngủ xong lại cũng chơi game nữa. Coi như cái đồng hồ sinh học của con không cần phải thay đổi. Hồi xưa thường xuyên chơi game, còn bây giờ chơi game thường xuyên. Thế con mong anh Tuấn nhà con thay đổi điều gì thì con sung sướng nhất? Con muốn ra là kiểu anh ngủ sớm đi, ngủ sớm đấy. Thế ngủ sớm thì ai trông con? Có giúp việc ạ. Thì cô ấy có du được con chưa? Thực ra thì bé nhà con thì cứ từ kiểu bây giờ nó chưa vào giấc ạ. Từ 11 giờ đến 1 giờ là nó sẽ là cái giờ chơi của nó. Thì là nó kiểu là nó sẽ bắt bé vác lên vai ạ. Nhưng mà sau 1 giờ là nó sẽ ngủ một vài cái sáng luôn ạ. Đấy. Thế thì con cho giờ luôn đi, em mong anh bắt đầu ngủ từ 1 giờ. Vâng. Đừng có cho ngủ sớm. Với cả bớt lôi thôi. Bớt bừa bộn đi ha. Vâng, ngủ sớm nè, bớt lôi thôi bừa bộn. Có bớt nhậu không? Nhậu thì thực ra nhậu ít thôi. Lúc vâng, chồng con cũng hạn chế. Rồi bây giờ tới lãng mạn hơn một chút là con được. Đúng rồi. Rồi. Lãng mạn chút nữa đi, chút nữa. Rồi. Rồi bây giờ tới Tuấn đó. Cô ấy có thật xấu gì không? Có tật xấu là hay ghen lắm. Ghen, rất ghen. Và cũng ngủ nhiều. Ngủ nhiều thì thôi thì... Cái vụ ghen đó là mà... sao? Khoan từ từ đi, vụ ghen đó. Có cái lần nào mà ghen dữ dội không? Sau khi cưới về? Nhiều lần ghen dữ dội. Nhưng mà thực ra cũng là vì... Nhưng mà ghen đúng hay là ghen sai? Đúng á. Có nhiều người là ghen mộng nhá. Có nhiều người là ghen mộng nhá, ngủ mơ thấy là ghen nhá. Ừ, có nhiều bà vợ không đến mức như thế. Vợ con thì chỉ đôi khi là tức là rất hay là ghen từ những cái chuyện cũ ạ. Tức là những cái chuyện đã xảy ra rồi thì thực sự con cũng bảo rất là nhiều là cái chuyện nó đã xảy ra rồi thì anh không thể làm cách nào mà anh thay đổi nó được. Đôi khi cứ nhắc đến cái chuyện đấy thì thực sự thì khi mà nhắc đến là rõ ràng là mình sai rồi. Bởi vì cái chuyện mình đã sai thì cứ nhắc đấy là mình sai rồi. Thì con cũng chỉ mong là vợ con đừng nhắc đến những chuyện cũ đi. Mình đang sống vì hiện tại và tương lai và con vẫn luôn luôn còn nói điều đó. Thì vẫn cứ hay không hiểu cay cú điều gì hay hay nhắc với cái lỗi sai đúng của anh là anh lặp lại nhiều lần bây giờ mới đỡ. Đấy. Nó vẫn tả tim mà con, nó vẫn tả tim mà. Nghĩa là cái bỏ lâu rồi ạ, con cái đấy con bỏ lâu rồi. Bây giờ là bỏ hẳn rồi, còn thực ra trong cái lúc mà yêu con là phải 4-5 lần cãi nhau to về chuyện đấy. Con bảo là anh không, em không thích như thế. Bây giờ kiểu anh với em đều là người yêu rồi mà em không làm như thế. Mà em cũng kiểu không thích là anh, người con gái khác sẽ nghĩ là anh cũng thích người ta. Thế xong ông này thì cứ cãi với con là anh quen, anh lướt qua, hiểu anh, đấy là thói quen của anh. Nhưng mà con bảo là trong cái thời gian mà giữ vào cái nút like sang cái nút thả tim là mất mấy giây. Thế mà ông ấy bảo là ông ấy lướt qua. Lướt qua, đấy là lúc yêu thôi, lúc cưới khác hẳn rồi. Nhưng mà thôi hạn chế đi, sao bỏ qua luôn đi. Không, bây giờ thực sự bây giờ em bỏ qua. Tất cả pass điện thoại gì giao cho bà luôn đi. Tức là bản thân em là từ lúc yêu là em đã đưa hết pass điện thoại, pass Zalo rồi tất cả mọi cái thông tin của em cá nhân, từ tất cả trang cá nhân là em đều công khai hết. Ôi, pass điện thoại, tức là lúc bất cứ lúc nào muốn cầm vào điện thoại của em là em đưa cho cầm. Tức là như vậy là tôi hay vợ chồng em ok rồi. Hai vợ chồng em mà không có không, gần như là không có cái thực ra, cái gì giấu. Thực ra bây giờ con có mong vợ con thay đổi điều gì không để cô sẽ làm chứng cho con nè. Đấy thì con cũng chỉ mong là không muốn vợ nhắc đến chuyện cũ nữa thôi. Còn những cái chuyện mình đang sống về hiện tại và tương lai rồi. Đúng rồi. Thì những cái chuyện cũ đấy nó chuyện đâu. Chuyện cũ là đó, bỏ qua đi. Đúng đó. Thế nhớ, cô là cô không biết nó đóng những phim khác như nào, cô không biết nhé. Nhưng mà nó đóng 2 năm với cô ở trong Nam nè. Là cái thì cô thấy là ví dụ Tuấn là cái người mà rất là đúng giờ đúng giấc, làm việc rất là nghiêm túc trong cái trong cái vai diễn của mình. Thứ hai là cô thấy là bạn này là không có khéo ăn khéo nói, không có thả thính đâu, tức là gọi không có đĩ mồm đâu. Vâng. Đấy. Thế mà tức là hết sức là chừng mực với lại bạn diễn nữ của mình luôn á. Vâng. Thì thành ra là cô hồi đó thì cô cứ nghĩ là Tuấn là nó đã có người yêu rồi cho nên rất là nghiêm túc. Hồi đó cô thì cô không có hỏi. Vâng. Cô không có hỏi chuyện đó, nhưng mà cô thấy là cô nói à chắc nó có người yêu ngoài Hà Nội rồi, thành ra nó nghiêm túc lắm. Đó, thì là cô chỉ nói như vậy để con hiểu là
con đừng thèm ghen nữa, chỗ con xinh như thế, con vừa xinh này vừa trẻ này vừa giỏi này, nổi tiếng mắc mớ gì con phải ghen. Bây giờ con đỡ rồi cô ạ. Đúng không con? Mắc mớ gì con phải để người ta ghen với con chứ, việc gì con phải đi ghen với người ta. Ngày xưa thì con hay ghen bởi vì là lúc đấy bọn con yêu mà không công khai, cũng không công khai trên mạng ạ. Thì là chỉ có gia đình bạn bè của con biết. Lúc mà yêu thì con cũng có nói cả đấy. Vợ con là thực sự thì mình là nghệ sĩ, đôi khi mình công khai lên mạng khi mà kiểu chưa mình chưa, tức là khi mà cưới thì không nói, khi mà còn yêu nhau thì sẽ rất là phiền cho cả hai. Bản thân anh kiểu anh không muốn là bản thân con không muốn vợ con bị những cái người mà những người mà fan họ quá khích. Nhưng mà đó là họ trước đây. Dạ vâng. Không, bây giờ thì thoải mái đó, thoải mái rồi. Đúng. Đấy, cho nên con đừng có dạy gì mà con ghen hết. Đó cô nói thiệt đó. Tại vì con phải để người ta ghen với con. Hiểu không? Vâng, đấy là ngày xưa. Không, bây giờ cái chuyện ghen không á là sau này đi. Còn bây giờ nè. Đó, thật sự là nãy là Tuấn cũng công nhận luôn. Dạ. Là mình cũng không có quá lãng mạn. Dạ. Và cũng không có tỏ tình nữa cơ. Không tỏ có tỏ tình. Tỏ tình là không có tỏ tình với cô ấy. Đúng không? Dạ. Và Quỳnh cũng rất thích là chồng mình là một người đàn ông lãng mạn. Đó, thì bữa nay trong chương trình Vợ Chồng Son trên sân khấu này, đó, anh muốn Tuấn bày tỏ một cái tình cảm gì đó với vợ mình. À. Đúng rồi. Đúng rồi. Đấy, cho tất cả những cái fan nữ của con thấy là đấy. Đấy. Vợ tôi đây. Đứng lên luôn đi. Đấy. Đây là vợ tôi đây, cái Quỳnh đây. Vợ. Con đứng lên để cho thấy Phật con. Mình đẹp mà. Thì trong thời gian mà mình yêu nhau này, cưới nhau này, thì thực sự thì anh cũng chưa được lãng mạn lắm. Hiện giờ thì anh cũng đang cố gắng để thay đổi rồi, nhưng mà anh rất là cảm ơn vợ đã bỏ qua hết những cái lỗi lầm của anh. Và đến bây giờ thì chúng ta đã có một cái món quà vô giá, đó là xoài. Thì anh cũng mong rằng là chúng mình sẽ mãi mãi yêu nhau và vì không những là vì nhau mà chúng ta còn vì xoài nữa. Anh cảm ơn vợ rất nhiều. Rồi, quá tuyệt vời rồi. Năm con mèo không chừng có tin vui. một bà mèo nhí. Đó, một bé mèo gái. À, trong năm Quý Mão này.